Bà con ơi vô đây mà coi, mới hồi hôm tôi bắt con rùa. Con rùa sao mà to quá xa, mai nó bằng 10 lần con trâu. Rừng U Minh quê ta là đây, dưới dòng sông Ông Đốc bao mùa. Cá kèo to bằng xuồng ba lá, tôm lóng bằng một tầm ba phân. Vô đây mà nghe, mà nghe tôi kể chuyện ở trên rừng, chuyện dưới sông sâu. Chuyện của tôi ai nghe mà không khoái, ai cũng gọi là chuyện bác ba phi. Bà con ơi vô đây mà nghe, kể chuyện xong tôi bắt con gà nấu cà ri một nồi trăm kỳ. Bởi con gà to quá xa quá xa, nấu cà ri bằng nồi trăm kỳ. Bởi con gà to quá xa, bà con ơi. Năm ơi, lâu quá không nghe anh hát. Hát thêm bài nữa đi Năm. Thôi, tôi hát một bài chơi thôi. Để anh ba cái chuyện nghe, chứ hát hoài nó cũng chán nữa. Rồi, bà Phi, chứ kể chuyện nghe gì đó, kể nghe tiếp đi bà Phi. Rồi, sau đây là tiết mục kể chuyện của anh ba Phi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đi. Kính thưa bà con cô bác, để góp vui chương trình đàn ca tài tử của Luân Trầm hôm nay, tôi xin kể cho bà con bác nghe câu chuyện chiếc tàu rùa. Rồi, để nhớ lên. Vào mùa khô năm đó, tôi mới túng tiền xài, mới nghĩ ra một cách bắt rùa để chở ra chợ bán. Tôi mới mượn Dượng Tư nó chiếc ghe cà dôm khoảng 500 tấn chống vô Luân Trầm. Tôi đậu ghe phía dưới gió, cắm sào cho thật chắc. Rồi tôi mới lên bờ, đi một vòng lên phía trên gió, nổi lửa đốt cỏ cháy thành một hàng dài lửa cháy. Tôi mới vòng lên phía ghe để ngồi chờ, độ chừng hút gần tàn nửa thuốc, tôi thấy rùa nó bò xuống lai rai vậy. Lửa càng cháy tới, rùa bò xuống càng nhiều.
thấy chúng tràn xuống quá xa, tôi sợ chở không hết nên tôi mới ngồi kế cây đòn. Con nào bự thì cho qua, con nào nhỏ cho nó lọt xuống sông. Không bao lâu thì rùa xuống đầy ghe rồi, tôi mới nhổ đòn lúc sau trong qua chợ luôn. Nhưng mà khổ nổi mấy con rùa nhỏ bị rớn xong á, nó đeo theo ghe kết thành bè, tay thì chúng nhịn vào ghe, còn chân thì chúng đạp theo nước theo chớ chiếc ghe đi tới. Chiếc ghe bị rùa đẩy chạy ào ào, tôi chỉ cần ngồi phía sau, cần ngồi để cầm lái thôi, mở rớt thuốc ra hút phì phà. Đã quá vậy anh ba. Ra tới chợ sông Đốc, tôi bỗng nghe mấy bà ở bên sông là chói nói. Mấy bà người ta làm sao vậy anh ba? Mấy bà nói gì nè: xuồng chở lúa khẩm lắm, tàu làm ơn tấp máy lại. Tôi thì cũng hết phương tấp lại rồi, chỉ nước ngồi chịu thua thôi. Vậy là làm sao anh ba? Tôi mới phát tay mấy bà con thông cảm, tấp xuồng vào bờ giùm đi, tàu tôi là tàu rùa không tấp máy được. Nghe khoái quá anh ba, bữa nào cho em mượn cái tàu rùa đó chở lúa không bữa anh ba? Thì mượn. Chú ba kể hay quá, vậy đâu kể được chuyện nữa rồi chú ba. À vậy thì ba Phi xin kể câu chuyện thổi tù già bắt con ba khía nghe bà con. Bà con biết rồi đó, ở xứ mình ba khía nhiều dữ lắm. Tới mùa ba khía nha, dân trong vùng ở ngoài đổ xô về đây bắt ba khía để làm mắm. Bắt từng con á thì biết giờ nào mình có nhiều. Ba Phi này nè mới nghĩ ra một cách bắt rất là nhanh, vừa nhanh mà vừa nhàn hạ nữa. Cách gì anh ba? Năm kia đó, tôi với thằng Đậu chuẩn bị 7 chiếc xuồng để đi bắt ba khía đó. 2 chiếc xuồng thì đổ nước, còn 5 chiếc xuồng thì đổ muối hột. Ủa? À, chú đổ muối hột gì chú ba? Chuẩn bị xong xuôi, hai ông cháu mới đẩy hết xuồng ra bìa rừng, đợi ba khía trong rừng U Minh bò ra. Tới nơi á thì 2 chiếc xuồng nước đậu phía trước, còn 5 chiếc xuồng muối thì đậu phía sau. Thì đâu đó tôi sắp xếp đàng hoàng hết rồi, mới dặn Đậu coi tớp ba khía nào bò lên lấy muối ra gãy một lớp, khi nào đầy xuồng thì lấy sóng lá dừa gài lại rồi lấy lá chuối đẩy lên là xong. Dặn dò xong, thằng Đậu mới đốt đèn cho ba khía thấy đường bò về. Hai ông cháu bò lên gò đất ngồi chờ, tôi mới lấy tụt dài ra thổi. Gì anh ba? Thì thổi để kêu ba khía về chứ làm chi. Trời, vậy mà nào giờ em mới biết cách bắt ba khía anh ba? Thổi một chập thì ngưng, anh mới lấy thuốc ra hút. Tôi nghe tiếng Đậu la lên. Nó la gì vậy chú ba? Nội ơi, ba khía lên xuồng nước. Ba khía lên xuồng nước quá trời nhiều. Từng đàn ba khía bò qua xuồng nước thứ nhất, rồi mới bò qua xuồng nước thứ hai, rồi nó bò qua xuồng muối. Nghe hơi muối nó nằm im từng theo lớp lớp rất có thứ tự nha. Em cũng chưa hiểu lắm anh ba, sao mà anh để cho con ba khía nó bò qua xuồng nước trước rồi mới bò qua xuồng muối vậy anh ba? Là gì vậy nè, xuồng thứ nhất á là nó rửa sạch cài cái que, xuồng thứ hai thì nó rửa sạch trong rêu. Cứ thế mà bò qua sang xuồng muối, nó để tự nguyện làm mắm á. Độ nửa phía thì 5 xuồng ba khía đầy, hai ông cháu mới tát 2 xuồng nước chống về. Ủa bộ ba khía khoái nghe thổi tù già không hương ba? Ừ, nó mê tù già lắm mày ơi. Thì không cha nội hay nó xạo nữa đó. Xạo chi, không tin hỏi chị ba mày đi. Nữa cái gì cũng hỏi chị ba chứ. Câu chuyện bắt ba khía của tôi là hết rồi đó nha. Bà con là muốn bắt ba khía thì theo tôi. Bây giờ anh ba cũng kể chuyện xong rồi, tôi cũng hát rồi, bây giờ để chú Sáu anh hát một bài nghe bà con chịu không? Dạ thấy được rồi nha. Vậy thì để em xin hát một lớp giọng Kim Lan cho mấy anh ở đây cùng nghe nha. Anh ơi, cớ sao chống quên câu thề, nắng mưa trong đời mình dãi dầu đắng cay cùng nhau. Cớ sao gái đôi nhịp cầu đời em rồi sẽ đi về đâu? Tận tình bao ngày ta cùng dũng đắp ước mơ bao điều, giờ đây đôi ngã chia ly, không cho mối duyên ban đầu buồn phận mình hẳm yêu người ơi. Nay bước đi theo người anh đâu còn nhớ thương gì em.
xưa những gió mây bay, chắc nay mang lòng đổi thay, bao đắng cay riêng mình em mang, còn anh về bên người cao sang, vui ái ân nên đành quên.